Đây sau một tháng này thì cái mầm quả cây hồ điệp mãn thế nào mà thì nó đâm được vào này rồi. Cái này thì không bôi, không cần bôi cái kỳ gì đâu, chỉ bôi vôi cho nó khỏi bị nấm bệnh ở cái vết cắt này thôi. Cái này thì nên được tầm mấy nã nó ra vậy thì mình sẽ tách ra, mình cấy được làm được một chậu nữa. Còn cái chậu bên này thì như thế này, đây bắt đầu đâm ra rất nhiều. Mới hôm nay mình không, dạo này mình không tưới được nên là nó hơi héo héo một tí, nên mình đã cho thêm một ít gỗ mục và nó giữ ẩm này. Cái này đã thành được hai chậu hai cây. Cây này không đẻ nên mình chỉ có cách là cắt đôi cây ra để làm hai chậu cho nó đẻ ra thành một cây nữa. Mọi người cố gắng tách và làm được hai những cây hồ điệp cho riêng mình. Đây, đây là hai cây hồ điệp mà hôm nọ mình đã tách ra và đã cho ra hoa như thế này đây. Chùm rất sai hoa. Đây, chùm rất sai hoa. Đấy. Đây cây con này, hai cây đều ra hai nhỏ hoa. Cái này là cây hôm nọ mình tách ra nụ hoa nhỏ nhỏ đấy. Đều là hai cây có hai nhỏ hoa, rất là đẹp. Yeah. Mầm gốc này, mấy nữa mình sẽ tách đây, đây. Tách cái thân này ra, cấy một chậu nữa để cho cái thân mẹ kia này nó lên được cây con nữa. Cái này cũng thế, mình trồng gần như là không bón nần, không bón phân nần thì cây nó chỉ tưới nước không thì cây nó rất là khỏe, cây nó không bị yếu cây. Đây, trồng có gì đâu, vứt rông vứt dài ở đây trồng. Đó, nhưng mà được hai chậu hoa rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn.